Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình đã tìm được một thử thách mới cực kỳ khó của Cupco. Đó chính là PvP nhưng mà chúng ta chỉ được sử dụng một chiêu. Hả? Một chiêu cho PvP? Thì đó mới là thử thách chứ. Và đương nhiên người nào đạt được 5 điểm trước sẽ trở thành người chiến thắng. Em sẵn sàng chưa Phú? Ok, bắt đầu trận đấu luôn đi. Đến giờ quay đầu tiên sẽ là cứu anh nha, để xem anh ra được cái gì. Mong là chỗ nào đó mạnh tí để ui đừng mạnh à. Tại sao chứ, mới chế đầu tiên mà em có thể cho anh xài full chiêu luôn Phú. Thôi luật chơi là phải bị cấm mà, xài một chiêu anh chọn đi. Theo anh á, anh nghĩ chiêu mạnh nhất của nó chắc chắn là chiêu dách rồi. Thôi anh chọn chiêu dách nha. Trời, tức là em đi. Vòng quay của em nè, làm ơn em ra trái góc két đi cho cân bằng tỷ số chứ sao mà xài. Rồi trái ma mút hả? Wow, xịn nha, xịn nha. Trái mẹ mày béo 1000 tấn. Rồi em chọn chiêu nào? Em dùng chiêu chiêu B. Gì thiệt hả? Sao chiêu B sao quýnh lại anh? Sẵn sàng chưa? Trời, sẵn sàng. Con voi đần này. Nghĩ sao chọn chiêu B ta, làm gì được anh. Ui, ui gì vậy? Cái gì vậy? Ôi sao rồi nè, chúng ta chỉ cần chạy qua xà chiêu được rồi, nó đuổi mình đâu kịp. Ui da, ui da. Ai da, nó quật có hai cái, muốn khùng rồi. Đâu rồi mày, đâu rồi? Mày. Rồi các bạn ơi, nó quật có hai cái, muốn té đáy các bạn ơi. Rồi nè nè, coi nè. Hắc não. Hắc não con voi. Sao nãy giờ nó quýnh em mà mất không được nửa cái máu nữa vậy? Em hồi lên máu liên tục mà. Ôi khó chịu các bạn ơi, nó ám sát liên tục luôn rồi. Nổ cái nữa nè. Ai da. Mày. Ủa bồi hạ dành. Chết rồi đó, chết rồi đó, chết rồi đó. Quá đơn giản, trận đầu tiên luôn. Ai da. Anh tưởng chưa vơi phế lắm chứ, mạnh gì vậy? Đến vòng quay thứ hai nha má, đầu game mà vô chứ spy tao thấy không thích rồi đó. Lần này phải chơi nó mạnh mạnh tới rồi. Ai cái xuống đây đúng không? Heo quá heo. Ôi vàng yes dẫn hả? Xếp tiếp mà. Anh chọn chi về đi là anh. Mày biết cái này gọi là gì không? Khổ trước sướng sau. Thì với trái Kitsune này á, mình đã xài khá là nhiều lần rồi. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng chiêu C nha các bạn. Trận này khó với mình á. Ai đến nhà quay của em nè. Cười người hôm trước không sao, người cười nha cô. Nãy mày quýnh anh sao? Giờ phải ơi Sơn Tùng MTV. Trái hu mình. Ủa em trang bị cái này vô luôn rồi đó anh dạ. Trái hu mình mà. Trời ơi, làm phải chọn một chiêu của trái hu mình hả? Làm gì có chiêu nào xài được, cái không bật chiêu Z đâu. Thôi nay ngoại lệ cho bật chiêu Z á. Nhường em á nha. Ok. Ai mà thí dụ hồi chơi mà anh thua anh cấm được không? Trời, sẵn sàng em quá chi Z ta nè. Let's go, chơi mày. Ui đâu vậy, đâu vậy, chạy đâu vậy? Dạng nha, chừng nào anh biến lắm. Ui, ui. Hay không? Mày dạ. Hay, ghê không? Bét em Việt Nam. Chạy. Ui, em hơi bị đỉnh nha cô. Em càng bự là anh bắn càng dễ trúng đó. Rồi, cao. Xuống. Xuống kè. Ui. Em giận mày, mày chạy đâu? Mình phải kiếm cái vị trí nào hẹp á, mình nổ lên là ở đây nè. Ui da. Ủa mà em đau đâu phải anh đau. Có đánh anh trúng đâu mà anh cũng hang đau được hay nè. Anh diễn trước chứ bốn lỡ đâu hỏi quýnh trúng thiệt hay sao. Đứng lại. Ây da. Trúng rồi nè. Giờ nó sẽ phóng quả cầu nè các bạn. Biến bự lên đi, né hộ. Mình biết mà mình không né được các bạn ơi. Nói rồi anh bắn dữ lắm ơi, chạy đâu vậy? Trời ơi, nãy thánh chạy các bạn ơi, đừng nói vô Doflamingo nha. Ây da. Mày chạy, ui đâu nữa rồi. Đứng lại. Đứng lại. Wow, má anh biến được tập 14 rồi đó. Ê, em thắng được luôn á, là anh không giỡn luôn á. Em ảo không? Em thắng được luôn á, là anh không giỡn luôn á. Ôi anh ảo là kèo được không nội ơi. Thì nói chung trận nãy mình xài chiếc Kitsune mà đương nhiên vòng này mình sẽ là trái Kitsune nữa. Yes. Trái lai. Thì với trái ánh sáng mình sẽ chọn chiêu dách nha các bạn, một trong những chiêu có thể spam được. Okay. Khó combo đó các bạn ơi. Thế lực em nè, quay đây. Ai, về đắt hả cô? Chứ spy đúng không? Wow, Gravity. Nè. Trái spy. Hồi nãy anh xài chứ spy thằng nào cười anh ta. Trời ơi, em không có mastery luôn. Hên chị nhưng mà vẫn có chi Z. Em sẽ chọn chi Z luôn. Chuẩn. Không có mastery xài chi Z thôi, sẵn sàng chưa? Rồi, ok. Vô nha, đừng giỡn cái like của anh. Mày. Ui, không trúng nữa kìa, em gà vậy. Thì ta, mastery hấp á, đại mastery á. Đại mastery. Mày kỳ ta. Ôi đúng rồi, anh nghĩ trận này chắc em thua thiệt quá. Chạy đi đâu. Ui không trúng luôn hả? Mày. Quên. Ai phốt, nghe nói em có tài năng đàn hát đúng không? Giờ em đàn cho một bài đi, anh tha cho. Thiệt không? Thiệt. Ok, để em thử nha.
Ôi ôi. Yeah. Oh my god. Yeah. Hay quá các bạn ơi, xin cho mình đó một chàng vỗ tay nha. Vỗ tay. Ê ê, vỗ tay kỳ vậy, vỗ tay kỳ vậy. Nói chơi thôi nha Phúc, nói chơi nha. Ôi ôi. Thôi đừng có dụ, em biết mà, em biết cái chiêu của anh. Đó, bật chiêu lên, đó, nó sẽ ảo, nó sẽ ảo. Đó. Ôi, anh cứ đường thôi, em cũng chết nữa không? Em đứng yên lại là chết đó nha. Ôi, rồi, bắn ôi, hụt. Ôi. Trời, trời. Bắn hụt nhưng mà cái bình thường không có hụt được nha. Ai ai làm gì vậy? Làm gì vậy? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Mày. Vô góc hẹp. Bộ ai cái trưởng hiện thì nói chung trận đấu này mình cảm thấy là với đắc đàn khá là hay nha các bạn. Ừ, cũng được. Ok, đến với vòng quay tiếp theo của mình nha các bạn. Thì nãy do với đắc nó cười mình nên là cuối cùng nó cũng phải ra chết bài thôi. Ui. Wow. Thì chế Rumble này á, mình mới có hai chiêu thức tỉnh là chiêu dắt và chiêu ép với các bạn ơi, khá là phế luôn. Nên là thôi mình nghĩ là mình sẽ sử dụng chiêu ép nha các bạn. Thiệt luôn. Anh thấy bung xài 7 lần liên tiếp mà. Ok, vậy tới lượt em quay đi. Thiệt anh xài 7 lần chiêu ép liên tục luôn á. Để hồi cho các bạn coi, với đắt khinh thường mình các bạn nè, gái chứ đi ra. Ui. Rồi, trận này biết ai thắng luôn rồi. Trái donut các bạn ơi, trái ace. Để xem coi lần này anh là người bị donut hay là em xài chiêu nào. Em sẽ chạy chiêu Z. Ok, let's go. Thắng hàng chưa? Rồi. Mày. Anh chơi trời gì ta. Bum. Oh my god. Ai. Không trúng luôn. Ui, 352 đam. Ui các bạn ơi, hết cơ hội đỏ chiêu các bạn ơi. Ê Phúc, không anh em mình chơi trò đứng yên đi chứ thấy cũng hơi khó quýnh trúng á. Giờ đứng yên đi nha, rồi quýnh nhau, hiểu không, hiểu không? Rồi, em hiểu, ok. Rồi, rồi. Anh khôn đó, anh khôn đó. Qua wow, quýnh nguyên chiêu ép được có chấm máu thôi các bạn ơi. Trận này nãy giờ mình cố gắng cũng không mạnh dữ lắm ha. Ui ui, 5-6 lần luôn kìa, thấy không? Hay vậy, rồi sao nữa? Rồi, bye bye Phúc. Ây da. Ôi. Chơi gian cũng thua nữa. Cái khó khăn nhất của cái thử thách này các bạn biết giờ nó chính là chọn cái chiêu nào siêu mạnh á. Nay mình chọn chiêu ép hơi lỏ ấy. Cái Sune nữa hả? Trái Gravity các bạn. Trái Gravity này chắc mình cay lỏ luôn quá. Thì với trái Gravity này không còn chiêu nào mạnh hơn ngoài chiêu dắt nữa. Mình khá chắc chắn quá bởi vì chiêu V nó hỏi các bạn thấy không? Siêu lâu luôn. Để coi Vidac sẽ ra trái gì đây. Và trái quỷ của Vidac đó chính là trái... Rồi. Chết chiêu ép. Chiêu nào? Em sẽ chọn chiêu ít. Rồi, em kỹ rồi. Em biết trái Gravity là gì không? Là gì? Là thiên thạch đó. Mà anh không có lấy chiêu thiên thạch. Mà anh không có lấy chiêu thiên thạch, anh hiểu không? Nhưng mà lấy chiêu chạy, anh sẽ chạy nhanh hơn em. Ôi. Quay. Mày. Ây da. Chết tiêu ép, nó có cái em quanh khó chịu quá. Tính ra cái này cái nào có em quanh là mạnh hơn rồi, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà anh đứng yên đi. Nãy anh mà lấy chiêu thiên thạch có khi thắng được hả chứ? Gặp cái tự nhiên là mày. Tại vì mình nghĩ thiên thạch nó chỉ cần trúng một cục thôi là Vidac nó chết luôn các bạn. Nhưng mà cái em quanh của con tiêu ép khó trúng lắm chứ không phải như chế Kitsune đâu. Mày, ôi. Chiêu của Gravity khó trúng dữ hơn nữa. No, tha cho anh đi, tha cho anh đạn cho em nghe một phút, anh đạn cho em nghe một phút, anh đạn cho em nghe. Đâu đâu, đạn đi. Từ đến đạn nha. La 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 la. Ây da. Trời, thằng này nó nói gì, cái gì thằng kia gì khai khai gì nè. Cái gì hủ đoạn vô biên gì vậy. Ây da, ây da, Ken chích được. Ơi, quay. Anh hiểu rồi, anh hiểu cách cao tơ giá em Phúc ơi. Từ anh thắng được. Không biết anh đang giáp biên vậy gì luôn á. Mày, cay rồi. Đớ thiệt. May rồi, cái chích. Vậy thì ra hồi xưa là trái thiên thạch không phải là lý do mà khủng long tuyệt chủng các bạn ơi. Mà là do với đất nó mập quá các bạn. Rồi, vòng quay tiếp theo nha, má sắp bị thua rồi, còn 2 trận nữa thua luôn rồi, cay dữ trời. Oh my god. Chiêu dách của trái human nó còn ra đam, chiêu dách của trái này làm gì ta? Thôi em cho anh dùng chiêu ít á. Cảm động quá vậy. Chiêu ít. Rồi các bạn ơi, thì do cảm ơn Phúc mình sẽ tặng một trái quỷ siêu xịn luôn nha, đó chính là trái gì đây? What? Kitsune nè. Trái Kitsune. Cái này gọi là gì ta? Ở hiền gặp lành hả? Vô nào Phúc. Rồi, bắt cầu đi. Cho chiến thuật các mẹ vô. Mày, anh cắt cái cầu ra xem lên được vậy. Ây da. Nghiền. Em đừng giỡn, anh sẽ cắt nguyên cái cầu để chọi em. Ây da, cái gì vậy Phúc? Mạnh quá vậy. Cắt cái cầu này không được. Coi kìa mấy cầu cứ đứng nó không nổ vậy, thấy không? Ủa, phải cắt cái khác thôi các bạn ơi. Cắt. Ây da, ui. Đôi nói dầu, em muốn tay cắt đôi nói dầu. Nè,
pha đó anh tóc biến đi rồi mà. Thật ra cái quả bánh em đi theo anh rồi mà tao anh không kịp nhìn thấy á. Các bạn ơi, sao mới đây là tới cái vòng quyết định luôn rồi, nhanh như vậy, có là kèo được không đây? Và trái của mình là trái ủa xin trái phút la bi ca nha các bạn, biết tại sao mình đặt nó là phút la bi ca không? Sao? Tại đen nó mới quay ra được trái này á. Ok. Chắc anh sẽ chọn chiêu C đi. Ok ok, tới lượt em. Rồi, vòng quay của em nè. Mong là nó sẽ ra trái gì đó ngang với mình nha các bạn. Chứ trái mạnh mạnh quá thì... Ôi, trái Spider, yeah. Trái Spider Man. Em chọn chiêu C. Ok, thì bây giờ sẽ là trận chiến cực kỳ căng thẳng của những trái quái thú thần thoại nha các bạn. Rồi, bắt đầu đi. Đây là một pha tấn công lặng lẽ từ anh Crazy Lion. Wow, né được chiêu rồi. Né được chiêu rồi, tiếp cận, tiếp cận. Sai chiêu C, dứt điểm. Đã anh chọn chiêu C là thấy anh thua rồi đó. Cái chiêu đó tầm ngắn lắm luôn á. Anh là kiểu pro chứ fan cạnh lắm rồi. Nè coi nè, dứt điểm nè. Dứt điểm. Ui, sao chiêu em mạnh hơn anh hả? Mình mới là thợ săn mồi các bạn ơi. Mình mới là thú săn mồi. Thôi mình thua rồi. Chọn cái chiêu đó là không có khả năng chiến thắng luôn á. Nhưng mà chiêu của anh á, hồi nhanh hơn em á Phúc ơi. Thôi thua rồi, đầu hàng nha, đầu hàng nha. Chưa các bạn ơi, chưa các bạn ơi, còn làm được. Phúc nó khinh thường nó hủ các bạn biết không? Mấy thằng nó khinh thường nó hủ cho mình đi. Bây giờ mình chỉ cần nghĩ với bạn bè mình là được. Mình phải chiến thắng, mình phải chiến thắng. Trong anime mấy pha mấy khinh thường nó hủ vậy là kèo dễ lắm đó nha. Em đây có quýnh trúng anh đâu. Mày bắt bài nha cô. Bắt bài chứ mỏi. Bắt bài nè. Kỳ ta. Cái đâu mà tốt. Cây cây. Úi bắt được kìa. À thì ra chứ fan cạnh chứ là khắc chế cứng của Leopard. Anh thật là có khiếu ăn nói đó. Anh nguy hiểm lắm đó nha. Anh nguy hiểm lắm đó nha. Chạy đi. Em ôi đúng rồi kìa. Quay. Yeah. Bye bye. Ủa liên quan gì? Ê mày yeah. Mày em cho anh dùng full chiêu luôn để coi anh thắng nổi em bằng cái trái full kình đó không. Thôi nói chung là trận đấu này mình chấp nhận thua nha các bạn ơi. Khó quá. Anh nghĩ là do tại em học đàn á. Má học đàn xong chơi game hay quá các bạn ơi. Cái những cái ngón tay của mình nó điêu luyện rồi các bạn.